sai bị phạt nha. Dạ. 1, 2, 3. Bạn gái đó đúng không em? Dạ đúng. Bây giờ bạn trai tính sao đây? Cổ là ai biết không? Rồi bây giờ tính sao đây? Bây giờ trước tiên ga lăng trước đây nè, bó hoa mình tự cắm nè. Trời cao quá, quá cao. Thôi em cảm ơn. Anh tự cắm đó nha em nha. Cái này là có một cuốn sổ. Mong anh những công việc hàng ngày thì mình có những cái gì quan trọng cần nốt thì mình cứ nốt vào. Và đặc biệt là anh nốt vào ngày kỷ niệm ngày hôm nay. Nếu mà sau này hai đứa mình có đến được với nhau á thì em lấy cuốn sổ này để nhận quà kỷ niệm. Trời. Đòi quà. Đòi quà. Rồi ngồi xuống đi hai bạn. Cao dữ vậy, cao mét mấy? Dạ em cao 1m86 ạ. 1m86. Ăn gì mà cao dữ vậy? Dạ, em biết nhà em ai cũng cao á. Bây giờ nãy ảnh đoán sai em rồi. Dạ. Giờ phạt ảnh gì đây, em muốn phạt gì? Thục dầu 5 cái. Thục dầu 5 cái này cổ nói chị không có nói nha. Mời em thục dầu 5 cái tội đoán sai. Rồi cái tướng cao thục dầu dễ cưng. Không, thục dầu thiệt đúng không chị ạ? Ủa chứ không lẽ giả. Chương trình này không có cái gì giả hết trơn á. Thục dầu đâu chị ạ? Đó đứng trước đứng đó đó. Luôn ừ đúng rồi. Đây đông người có ngại lắm. Không, không ngại á. Nói ngại. Chung mình cứ tự tin bản thân mình là được. Đúng rồi, rồi. Okay. Ở đây đúng không chị ạ? Đúng rồi. Rồi thục sao rồi đó vậy? Em chưa có thục biết thục dầu. Rồi đó chỉ đứng bảy thôi à. Đóng hai tay xuống. Đóng hai tay gì đâu. Rồi anh thục dầu xuống đi. Rồi ngồi xuống đứng lên thôi đúng không? Đúng rồi. 1, 2. Đứng cao lên. Đứng dạ. Đúng. Rồi. Trời ơi. Gian được gian chị. Gian vừa phải thôi. Đứng lên chủ yếu cho người ta nhìn cái body mình nó đẹp, hiểu không? Rồi, được rồi, vô ngồi ghế đi. Đó, tâm sự với nhau đi. Lần đầu tiên khi mở cửa trái tim này ra thì cái cảm nhận đầu tiên của hai bạn dành cho nhau là gì? Xinh gái hơn em lại em chọn sai. À, em chọn sai, em chọn mặt buồn phải không? Dạ. Yeah. Mặt người ta tươi hơn. Dạ. Yeah. Lần đầu gặp mặt thì em ấn tượng nhất là cặp chân mày của anh. Chân mày rậm quá hả? Dạ đúng rồi, rất là rậm. Anh thì ấn tượng em có một hơi rất đẹp. Hồi xưa thì em 2 cái á, nhưng mà hiện tại thì chỉ còn 1 cái thôi. Sao vậy? Tại vì người ta kêu là đang khởi nhiều quá, không có xinh. Rồi nhổ luôn rồi. Dạ đúng rồi. Nếu mà anh với em quen nhau, hợp nhau, em xác định chừng nào mình cưới nhau? Ít nhất là 6 tháng. Vậy là xác định là mình sẽ giữ liên lạc tới 6 tháng. Và 6 tháng mà nào qua năm tới, thì qua năm tới anh em sẽ lấy nhau. Em có xác định như vậy chưa? Nói chung là một khi em đã lên chương trình này rồi thì em có xác định rồi. Qua năm tới anh sẽ mở tiệm riêng và anh làm. Thì anh xác định sẽ cưới em. Dạ. Yeah. Xác định cưới em này luôn á hả? Chắc cứu luôn hả? Chắc cứu. Mới mở cửa để tìm ra xác định qua năm là cưới em này luôn. Tại nãy mình đã nói xác định mà xác định rồi em cũng phải xác định lại. Thì xác định là có nghĩa là xác định là hôm nay đến đây là quyết chí là tìm một cái người mà yêu nhau mà hợp là sẽ lấy. Dạ. Nhưng mà còn bây giờ mới gặp chưa biết hợp hay không mà cưới luôn. Bữa nay mình hẹn hò hoặc là tìm hiểu là mình thấy không hợp rồi sao cưới? Để hợp nha. Sao biết hợp? Trong cuộc sống mà đâu ai sinh ra để hợp nhau đâu. Mình phải nhường nhịn nhau mới hợp nhau. Đây là một suy nghĩ rất là hay. Khó chàng trai nào nghĩ như vậy nha. Em thấy sao? Một chàng trai nhỏ hơn mình 2 tuổi có một suy nghĩ như vậy em thấy như thế nào? Chị đây hơi bất ngờ đó. Em thấy suy nghĩ của bạn rất là chính chắn. Nói chung là đủ lý do là được. Em chỉ cần lý do thôi. Không phải lý do mà lúc mà anh mà nói cưới em thì em chỉ cần muốn nói câu chấp nhận là được rồi. Nhưng mà cho người ta biết lý do, cho người ta đủ lý do để người ta chấp nhận. Dạ. 6 tháng không có dài cũng không có ngắn. Dạ đúng. Vừa đủ để em cho người ta một cái lý do. Dạ, rồi bây giờ chị Tường sẽ cho hai bạn một ít thời gian để hai bạn cùng dùng cơm trưa với nhau, cho nhau những lý do từ bây giờ. 6 tháng nhanh lắm. Dạ. Mời các bạn thưởng thức những món ăn của nhà hàng Giảo Họ Phước rất là hấp dẫn luôn, bài trí rất đẹp mắt nha. Cua lột chiên giòn nè, bò út lúc lắc sốt tiêu đen nè, gà chiên lúa mạch và cơm cà ri hải sản tay cầm. Rồi, chúc hai bạn một bữa trưa thật là ngon miệng. Nhớ vừa ăn ha, vừa chăm sóc cổ nha. Một chút xíu chị Tường quay lại là phải đủ lý do nha. Dạ, cảm ơn. Ok, tự tin lên. Dạ, mời anh. Dạ rồi, mời anh ạ. Em có một câu hỏi là anh quan điểm như thế nào là con trai có nên chủ động trong tình yêu hay không? Con trai nên chủ động. Tất cả thì mình phải chủ động nhưng mà tùy theo lý do. Em là em không ít khi chủ động trong tình yêu. Em người rất là thụ động nên là em muốn là con trai chủ động hơn rất là nhiều. Đúng rồi, con trai lúc nào cũng phải, đàn ông mà lúc nào cũng phải chủ động hết. Dạ. Nếu mà
mọi người con trai biết nhậu, em có thể cho phép được không? Dạ được, nói chung là nhậu để giao tiếp là được. Nói chung là không bê tha là được. Tại vì em cũng biết nhậu mà. Vậy mới mốt điện thoại đi nhậu ở ngoài, hay để về nhà nhậu được rồi. Chung là mai mốt thì ăn uống gì thì tự nấu ăn, tự hai đứa đều là biết nấu ăn hết. Nên là cùng nhau nấu ăn sẽ vui hơn rất nhiều. Đúng rồi. Dạ. Cùng làm thì sẽ hạnh phúc hơn. Dạ đúng rồi. Nữa, nếu mà nữa mình lấy nhau á, thì anh có thể là về Bình Định về thăm ba mẹ không ạ? Đến lái nhau mới lái mới về hả anh? Không. Nếu mà được á thì Tết em về, xong rồi cái qua Tết anh em về lại lần hai. Dạ rồi, dạ được. Anh có phải tiếp người lãng mạn không anh? Anh rất lãng mạn. Anh có thường tặng quà cho phụ nữ không ạ? Không ít, với người anh thương thôi. Anh nghĩ á, cái ấm áp nhất là bữa cơm gia đình. Anh thích ăn cơm gia đình hả? Đó là món quà vô giá. Dạ đúng rồi. Nãy giờ thấy có tí lý do nào chưa? Cũng có chị. Cũng có hả? Trời ơi, tín hiệu vui, tín hiệu vui. Vậy thì cũng nghĩ như vậy. Cái bữa cơm gia đình ở đây á là nó mang hiểu rộng hơn, có nghĩa là có một cái sum họp đúng không? Sum họp ngồi với nhau, cha mẹ, vợ chồng, con cái ngồi nói chuyện. Lâu lâu mình ra không trong bếp thì mình ra ngoài sân. Lâu lâu mình cũng có thể cùng nhau đi du lịch đâu đó, nhưng mà ý là mình ăn cơm cùng nhau, gọi là bữa cơm gia đình, chứ cũng phải nhất thiết một năm 365 ngày, ngày nào cũng phải vô bếp nấu nướng, phải vậy. Có nghĩa là làm gì làm phải dành cái thời gian cho gia đình. Đúng không? Dạ đúng rồi. Đó. Rồi, bây giờ mình mỗi bạn sẽ bóc một lá. Để bạn nào bóc trước để đọc lớn lên. Em vòng bạn gái đi 5 vòng để chứng minh mình khỏe mạnh. Trời ơi, hồi nãy hết đất 5 cái. Bây giờ ẩm hoặc bồng bạn gái đi 5 vòng để chứng minh mình khỏe mạnh. Ẩm là rớt là cổ nhéo đó. Rồi qua đi. Tao bận áo đầm đó, ẩm sao cho khéo thiệt khéo nha. Ẩm sao? Đúng rồi, ẩm vậy là đúng rồi đó. Đúng luôn. 5 vòng đi cưng. Gì mà ư? 1 vòng. Rồi, 1 vòng được rồi chứ. 2 vòng, ổng đòi ổng đi hết cái nhà hàng này đó. Gồng lên chưa, hỏi chưa? Thôi 2 vòng được rồi chị. 3 vòng. Xỉu chưa? Tại vì em làm nhẹ quen rồi, làm nặng lại mệt lắm. Chị rất em chị. Nhéo vô cho chị. Đủ không? Vòng. Đủ rồi chị ơi. Thì qua tới đây vô ghế rồi mới nằm. Rồi bây giờ nhéo ảnh một cái coi nè. Thở hổn hển kìa. Nhéo vậy đó hả? Đâu đâu chị, nhẹ mà. Đánh đâu, đánh coi. Đánh sao? Cũng nhẹ mà. Chịu được mà. Chịu được mà. Chịu được hả? Nói hoài luôn á. Con nhớ cả đời chị. Nhớ cả đời. Thở quá, về ngồi thở đi, về ngồi thở để xỉu à. Tại tối em đâu có ngủ đâu. Sao vậy? Hơi hộp quá. Tối không ngủ luôn. Dạ. Mà sau khi ẵm bạn gái có sự va chạm nhẹ 5 vòng thì cảm nhận trong người em như thế nào? Mệt thì có mệt, nhưng mà ấm. Mệt thì có mệt mà ấm, cái đó là nóng luôn, thay ấm luôn. Có rung động, có xúc động gì không? Dạ có. Điện có chuyển chạy qua rần rần gì không? Máu chạy nhanh luôn như thường. Máu chạy nhanh hả? Tôi không hiểu cảm giác máu chạy nhanh này, ước gì giờ có ai ẵm tôi luôn nè. Rồi mời em gái. Gái trắng dữ ha, bạn gái thì da trắng, bạn trai thì mắt đẹp, lông mi rậm rịch. Bạn quan điểm thế nào về việc yêu nhau là phải trao hết cho nhau? Em đồng ý với cái nghĩa sáng hơn. Còn cái nghĩa bóng thì em không có đồng ý. Trao hết tình cảm rồi cho nhau thì được. Còn nấu mà ví dụ vấn đề về sống thử hay gì đó thì em không có đồng ý. Có nghĩa là phải đi dành tới đám cưới. Dạ đúng rồi. Rồi kia. 6 tháng mà. 6 tháng. Đúng không? 6 tháng chứ mất cây qua rồi. Phải nuôi dưỡng tình yêu chứ, phải cho người ta lý do. Vì em sẽ cho lý do. Và phải tôn trọng cái suy nghĩ của bạn gái. Dạ đúng rồi. Mà đúng em thắc mắc. Nếu mà mình đi chơi mình thấy nắm tay được không trời? Thì hỏi đi. Anh có thể đi nắm tay em đi chơi được không? Nói chung là được. Nắm tay được. Dạ. Hôn nhau cũng được, đó là những cảm xúc chân thật là được hết. Ông lo xa quá được hết á. Chỉ có cái chuyện mà ngủ chung là không có được thôi. Là ngủ chung là tới đêm tân hôn mới được ngủ chung. Được không? Dạ được ạ. Đó. Vậy được không em? Bây giờ á, hai người nhìn nhau 30 giây và nói cho nhau nghe hiện tại cảm xúc trong lòng mình như thế nào trước khi đưa ra cái quyết định là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Em suy nghĩ gì vậy? Kêu ông nói, ông hỏi anh làm. Kêu anh nói mà, anh nói đi, anh nói trước về em đi. Anh thấy tính cách anh với em hợp thì anh sẽ bấm nút. Anh sẽ bấm nút đó. Còn em? 5 giây nữa sẽ biết. Biết kết quả. Anh chỉ mong em mở lòng cho anh thôi. Dạ. Nói ít quá, cho bạn một cơ hội nữa, hát tỏ tình. Bảy nô lệ tình yêu nha. Nô lệ tình yêu. Vâng. Rồi mời em.
Có lẽ ông trời đã cho mình quen biết nhau, có lẽ ông trời muốn ta phải yêu mến nhau. Nếu muốn mai này em được hạnh phúc ấm, em chỉ còn một cách, em phải bằng lòng yêu anh. Hát rõ hả? Dạ. Bài gì lạ quá, còn chưa nghe, nghe ông hát còn thấy lạ lắm. Thôi Việt Trung rồi chị ạ. Thôi Việt Trung, ta đâu có hát vậy. Tại em run quá, em có đủ hơi à. Thôi được rồi, thật ra là hai bạn rất là dễ thương. Rồi, mời hai bạn đặt tay vào nút bấm. Một cặp rất đẹp đôi, trò chuyện rất hợp, nhưng liệu họ có bấm nút với nhau hay không? Một, hai. Ba. Hết thời gian. Sao cũng đến mới có hai là bấm rồi hả? Bữa bấm vậy không hợp lệ sao? Từ nay em gấp quá chị. Em sợ bấm, sợ, sợ bấm trễ quá. Mới có hai rồi trễ gì? Trời, em thì cái em thích cái gì nó nhanh. Chậm mà nó chắc, nhanh rồi nó có chắc không? Chắc chị ạ. À, nhanh vẫn chắc. Chị tạm tin em lần này nha. Cố gắng lên nha. Dạ. Cho người ta đủ lý do, 6 tháng sau báo tin vui cho chương trình. Dạ. Đồng ý không? Dạ đồng ý. Bây giờ nắm tay nhau nè. Chị giới thiệu lại với em một lần nữa, người bạn gái của em là chưa có một mối tình nào. Yeah. Em phải trân trọng điều đó. Yeah. Hai em hãy tặng nhau một nụ hôn đầu tiên, như ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tóc. Trời né. Hôn nhau mà né. Mốt lấy không nhau coi nha. Lại cái đoạn này đó. Trời ơi, vô chưa? Dạ chưa à. Chưa, được chưa, được. Bị né rồi chị ạ. Bị né là chưa có tính. Cầm lại. Được chưa? Dạ được rồi ạ. Cảm thấy sao? Dạ em biết cảm giác sao mà nó lăng lăng đó chị ạ. Vậy hả? Dạ. Chút. Ủa là Đặng Hoàng An Giang. Em nghe được không? Đặng Hoàng gì chị? Đặng Hoàng Hương Giang. Em nghe được rõ không? Dạ em nghe được rõ chị ạ. Dạ. Ok, ok, bên này chị nghe rõ lắm. Dạ vâng, chị sinh năm nhiêu ạ? Và công việc là gì ạ? Ok. Chị sinh năm 1970. Dạ vâng ạ. À, công việc hiện tại của chị ạ? À, công việc hiện nay của chị là chị đang làm ở trong một cái nhà hàng Việt Nam ở Ba Lan. Làm ở nhà hàng Việt tại Ba Lan. Ok. À, chị Hương Giang có điểm mạnh, điểm yếu gì? Chị hả? Dạ. Điểm, điểm yếu trước nha. Dạ. Điểm yếu là... điểm yếu của chị đấy là thương người. Dạ, thương người. Nhiều thương người và thế nào nhỉ? Thế nói thế nào để cho em hiểu nhỉ? Thương người và nó đôi khi là sống nó tình cảm quá, ít ít có lý trí trong cuộc sống. Sống tình cảm nhiều hơn là bằng sống bằng lý trí. Thế vậy chị cảm thấy có như vậy là mình bị thiệt thòi hay sao ạ? Mình có phần thiệt thòi không? Cái điều đấy thì chị không nghĩ là thiệt thòi, chị không nghĩ là chị bị thiệt thòi. Chỉ có điều là những cái điều đấy thì đôi khi là nó sẽ làm cho mình có một số những cái quyết định mà nó sẽ thế nào nhỉ? Nó sẽ có những cái quyết định mà người ta phải dùng đến lý trí nhiều hơn là dùng đến tình cảm thì nó sẽ sáng suốt hơn á. Nhưng mà đôi khi mình đi theo tình cảm, mình sống tình cảm quá thì cái tình cảm nó chi phối nhiều, nên là có những cái mà mình nhìn thấy, mình không nhìn thấy hết được những cái góc khuất của người khác. Mình chỉ nhìn thấy những cái điều tốt nhiều hơn, nên là đôi khi trong cuộc sống thì em biết đấy là nó không màu hồng như mình nghĩ. Thế nên là có những cái việc mà mình gặp phải những cái việc mà mình không ngờ đến, và mình có những cái quyết định cho đến cái thời điểm này như trong cuộc sống của chị, thì có thể nói là có những quyết định mà mình cũng đã phải cảm thấy là mình hối hận, vì lúc đấy mình đã không dùng lý trí để mình đánh giá sự việc, đánh giá con người, mà mình dùng tình cảm nhiều hơn. Dạ vâng ạ. Dạ. À, và chị ơi, vậy thì trước giờ là chị từng kết hôn chưa? À, chị đã kết hôn, chị có hai cháu. Và chị ly hôn năm 2013 ở Việt Nam. 2013 là chị ly hôn. Ừ. Vậy thì bây giờ hai cháu là đang ở với mẹ hay ở với bố?
À không, hai cháu nhà chị ở Việt Nam ở với chồng cũ của chị. À, hai chị sống với nhau là bao nhiêu lâu? Bọn chị sống với nhau được 13 năm. Cái lý do để mà mình tan giá là gì ạ? Lý do để mà chia tay nhau thì nó không phải vì chồng chị là một người xấu, không cờ bạc, không rượu chè, không gái gú. Nhưng mà trong cuộc sống thì chị phải là người đứng mũi chịu sào trong gia đình. Và có rất nhiều những cái điều mà trong cuộc sống gia đình vợ chồng thì nó, em hiểu là nó sẽ như cái giọt nước tràn ly, mỗi ngày nó một chút, một chút, một chút. Và đến một cái thời điểm mà cái ly thì đã tràn rồi thì tự nó vỡ. Còn theo chị thì chị bây giờ chị chỉ nghĩ là lý do lúc đấy là thôi hết duyên với nhau thì chia tay nhau thôi em, cho nó nhẹ. Nhưng mà là bắt những cái vấn đề mà chị phải đứng mũi chịu sào đấy á, là do phía người chồng gây ra. Thực ra cũng không phải là do anh ta gây ra, mà vấn đề là năng lực của mỗi người nó chỉ có hạn thôi. Và khi mà trong gia đình mà người phụ nữ, cái điều này mà sau này chị mới nhận ra là khi người phụ nữ tự tin quá và phải làm tất cả mọi việc ấy, thì nó cũng không tốt đâu em. Khi mà được tự chủ tất cả mọi thứ thì vô hình chung là cái vai trò trụ cột trong gia đình nó đã bị đảo ngược lại. Đó, nó đã bị đảo ngược lại. Và lúc đấy khi mà cuộc sống nó làm cho mình áp lực, mình quá mệt mỏi rồi, nó có rất quá rất 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 nhiều thứ ấy. Thì một đến lúc nào đấy người ta không chịu đựng được nữa thì người ta phải buông thế. Dạ vâng, em hiểu rồi chị ạ. Dạ. Vậy là bây giờ là hai cháu thì đang ở Việt Nam. Các con chị, các con chị ở Việt Nam. Dạ. Cháu lớn thì năm nay, cháu lớn năm nay là 23 tuổi, sắp học xong đại học rồi. Còn cháu cháu lớn là cháu là con trai, còn con thứ hai của chị là con gái, sinh năm 2004. Thì là năm nay cháu học xong cấp 3 mà hiện nay là cháu đang đi làm. Dạ vâng, chương trình của em thì quay ở Việt Nam á, thì không biết là chị nếu mà tìm được người phù hợp thì chị có bay về được không? Chị có thể về được nhưng mà tất nhiên là không thể nào mà ngay được á. Nếu như vậy thì bọn em có thể báo trước được. Và dự định của chị là cũng đến cuối năm nay là khoảng tháng 11 hoặc tháng 12 chị sẽ về Việt Nam. Chị về phép. Vâng, tháng 11 hoặc tháng 12 đúng không? Nếu chị về, chị sẽ về khoảng tháng rưỡi. Chị sẽ ở Việt Nam khoảng 1 tháng rưỡi. Và chị ở Hà Nội. Là vâng, Hà Nội thì bay vào Sài Gòn, mình ghi hình Sài Gòn ấy, thì bay là Sài Gòn gần. Dạ. Ok. Là bây giờ chị mong muốn tìm một cái người như thế nào nhá? Với chị bây giờ thì chị muốn là thứ nhất là cái muốn cái người đàn ông người ta đã có cái hoàn cảnh gia đình rõ ràng. Tức là một là người ta đã ly hôn, hai là người ta đang sống độc thân. Chị không muốn có cái người nào mà người ta đang gọi là ly thân hoặc là có những cái mối quan hệ gia đình nó phức tạp. Một điều nữa là ở tuổi này của chị rồi thì cũng muốn có một người là về mặt kinh tế là ổn định. Ổn định không không có nghĩa là phải bao bọc chị không dựa vào họ. Nhưng mà ít nhất là bây giờ tuổi này rồi, muốn tìm một người đồng cảm đối với mình để chia sẻ với nhau những vui buồn. Và người đấy thì phải sống với chị ấy. Bởi vì chị vẫn sống bằng tình cảm nhiều hơn, thế nên là chị muốn có một người có thể có cái những cái tế nhị ở trong cuộc sống, biết chia sẻ, biết thương yêu người khác, biết trân trọng người khác và chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình. Dạ vâng ạ. Đó. Dạ Còn rồi. về 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 ngoại hình á thì bởi vì chị cao 1m63, thành ra là chị không có quá câu nệ về chuyện là cao hay thấp, nhưng mà đừng 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 xấu quá á. Đừng Là xấu quá. Và cái thứ hai nữa là em tránh cho chị người sinh năm 1963 nhé. Dạ vâng ạ. Anh ơi, xin mời Chị các bạn. nếu mà người đó sinh năm 1963 thì em tốt nhất là em được sắp xếp để gặp chị tuổi nào cũng được.
với chị có thể là trẻ hơn chị cũng không sao, bởi vì chị không câu nệ về mặt tuổi tác, đừng có trẻ quá thôi, còn trẻ hơn chị khoảng 4 5 tuổi thì cũng không có vấn đề gì. Dạ vâng ạ. Vâng, em ghi chú ở trong này rồi thì chắc chắn là mình tránh được. Dạ không vấn đề. Dạ thế nếu mà anh ấy ở Việt Nam thì có vấn đề gì không chị? Hay là anh phải ở bên Không. Ba Lan? Không cần. Với chị thì ở Việt Nam hay ở Ba Lan cũng không quan trọng, bởi vì nếu mà phù hợp thì có thể là chị sẽ về Việt Nam. Còn thật ra là nếu như người ta có điều kiện để sang đây thì là tốt, nhưng mà chị nghĩ là sẽ khó. Và chị cũng không xác định là ở lại Ba Lan lâu dài. Nên là nếu như mà có thể gặp được người tốt phù hợp với chị thì chị có thể về Việt Nam. Dạ rồi ạ. Bởi vì chị vẫn là quốc tịch Việt Nam, giấy tờ của chị vẫn là Việt Nam. Dạ rồi. Dạ còn một cái điều thì chị mong muốn từ bạn trai đó không ạ? Tại em thấy Với chị chị nó cũng nhẹ nhàng ấy. Dạ. thì chị chỉ muốn là cái người bạn trai đấy là một người có bản lĩnh. Một người có bản lĩnh, một người nam tính. Đừng yếu ớt quá, đừng ủy mị quá. Em hiểu không? Vâng em hiểu rồi. Dạ. Bởi vì đến bây giờ thì chị không muốn mình là cây cột cho ai dựa nữa. Dạ. Dạ rồi em hiểu vấn đề. Dạ. Chị ơi thì hôm nay là cái buổi giao lưu làm quen ấy, xong bọn em sẽ tìm cái người mà phù hợp ấy. Xong đến cái thời điểm thì về nhá. Thì chương trình sẽ gọi điện thoại lại cho chị để thông báo cho chị. Nếu mà Ok. đây lại chị ha. Dạ vâng ạ, em cảm ơn chị Hương. Rồi, cảm ơn em nhé.